Kính chào quý vị khán giả. Nắng nóng ở Bắc Âu không đến nỗi thiêu đốt hay là ngột ngạt, thế nhưng mà cứ trói trang 27 cho tới 30 độ trong suốt cả tuần liền ấy thì lại là chuyện rất là bất thường. Nhật báo Afton Posten ra tại Na Uy viết về một đợt nắng nóng đầu hè với nhiệt độ lên tới 30 độ C tại một số nơi ở thủ đô Oslo và khu vực lân cận kéo dài trong vài ngày. Bài báo nhận xét, thông thường ấy thì cuối hè mới là lúc nóng nhất. Giữa tháng 5 mà nhiệt độ đã cao đến mức như thế này ấy, thì là khá bất thường. Na Uy là nước cực bắc châu Âu, quanh năm lạnh mát, phải có 5 ngày liên tục nhiệt độ tối đa cao hơn 27 độ C thì mới được coi là đợt nắng nóng. Ngay sát Na Uy là Thụy Điển thì tình hình cũng không khác gì. Giữa tháng 5 mà nhiệt độ lên tới 27 độ C. Từ Aftonbladet của Thụy Điển cho biết một đợt nắng nóng thực sự đang tràn qua Thụy Điển. Với bức ảnh minh họa thì cũng là cảnh người tắm sông. Ấn tượng mạnh hơn cả đập vào mắt độc giả là dự báo thời tiết một màu đỏ rực bao trùm suốt 14 ngày tại 30 thành phố chính của Thụy Điển. Theo bài báo thì dự báo thời tiết dài hạn ước đoán mùa hè này ở Thụy Điển sẽ ấm hơn 1 cho tới 2 độ so với bình thường. Thụy Điển đã ban hành hướng dẫn chống nóng tại các nhà dưỡng lão, chủ yếu là chuẩn bị sẵn quạt điện, đồ uống giải nhiệt và lắp máy hiền chống nắng. Báo chí các nước Bắc Âu bắt đầu có những bài hướng dẫn độc giả cách chống nắng nóng là chuyện tưởng chừng như là không thể nào xảy ra tại các nước mùa đông thì kéo dài còn mùa hè thì lại quá ngắn nơi mà mọi người thường đổ ra đường phơi nắng trong những ngày có ánh nắng mặt trời. Một tờ báo Đan Mạch đưa ra những lời khuyên mà bất cứ ai ở xứ nhiệt đới cũng đã biết. Uống nhiều nước, mua quạt điện, đóng cửa ban ngày, mở cửa ban đêm cho hơi mát vào nhà dễ ngủ. Chưa thấy tờ báo Bắc Âu nào nói tới máy điều hòa cả mà chỉ nhắc tới những cách thức làm mát tự nhiên không cần đến điện. Ví dụ như là tạo dòng không khí mát từ lòng đất đưa lên làm thoáng căn hộ bên trên. Đó là một số bài trên báo chí Bắc Âu tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.